trẻ em, bà con ơi, bà con ta biết trẻ em không nên ăn gì chưa? Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống là không nên ăn, nên uống nước, táo ép, mật ong, nước ngọt, đồ ngọt, phô mát và mì ống công nghiệp, bánh kẹo hương cây coi, cá ngừ, đóng hộp, nước tăng lực, cá ngừ là rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà người lớn đó, 15 tuổi trở xuống là không ăn nha bà con. Thực phẩm đông lạnh. Còn ngoài ra, trẻ em nó tốt vô cùng, nó ăn uống được hết. Gạo trắng tốt, ăn bánh mì tốt, súp gà, bánh mì thì một ngày không quá một ổ nha bà con. Súp gà, cháo gà, khoai tây, các loại thịt, sữa chua, chuối ăn bình thường như những loại khẩu phần ăn thường ngày thì bà con ta cứ ăn được, không sao cả. Bà con chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bà con thấy được vui lòng chia sẻ đó mọi người, cùng nhau khỏe mạnh. Thấy được thì đăng ký chúng tôi để 4 video chúng tôi sớm đến với bà con, 4 video về sức khỏe và đời sống, và đồng thời như vậy là ủng hộ chúng tôi. Thân ái chào con. Woo!